Dạ, câu tiếp theo của con là: thưa bác có thể nói cho chúng con nghe căn bản công thức tu thiền tâm không ạ? Cái này nó dễ, căn bản là cái gì? Trước mắt, mục đích con tu để làm cái gì? Tu để trở về Phật giới là thiền tông chủ trương, là sau cùng là trở về Phật giới. Đi bằng con đường nào là căn bản, đi bằng phương tiện gì là căn bản. Đó, con để hiểu được này, đi bằng con đường nào, bằng cái nào thì con hiểu được cái nguyên tắc này thì con đi sẽ không sai. Còn nếu mà con đi mà con không hiểu cái nguyên tắc này là nó sai. Nghe không? Nó vậy thôi, là căn bản của người tu thiền tông. Con giống như con ở ở tỉnh con lên, con hiểu hiểu đi đường đi không? Biết. Để đi đâu bằng ra bến xe đó. Xe nó chở từ từ Sài Gòn, có vậy thôi. Nghe không? Rồi sao nữa? Có tiền không? Có tiền mới đi được. Còn không có tiền thì không có đi được. Căn bản là vậy. Biết đường, biết cái công thức đi về và biết có công đức đi về. Rồi có ai dẫn mình á, mình phải hiểu cái này thì mới biết. Thấy không? Căn bản nó là vậy. Còn nếu mà con không hiểu được cái quy luật này, con đi đi ra thì chắc chắn bị người ta dụ con liền. Nó sai liền.